Chiều 9 tháng 2 năm 2023, lực lượng công an thành phố Hồ Chí Minh đã có mặt tại trụ sở chi cục đăng kiểm số 6 thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam tại số 130 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Ghi nhận phía trước chi cục đăng kiểm số 6 có 3 xe công vụ của công an thành phố Hồ Chí Minh. Lực lượng cảnh sát cơ động cũng có mặt để không cho người bên ngoài lại gần khu vực này. Một số công an cũng đã làm việc phía bên trong chi cục này. Theo nguồn tin của báo Thanh Niên, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm tra chi cục đăng kiểm này từ sáng 9 tháng 2. Động thái kiểm tra được cơ quan điều tra đưa ra trong kế hoạch mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ và giả mạo trong công tác xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm ở thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành. Hơn một tháng qua, công an trên cả nước liên tiếp điều tra sai phạm trong hoạt động đăng kiểm, trong đó công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 6 vụ án, bắt tạm giam 89 người, phần lớn là giám đốc, phó giám đốc, nhân viên các trung tâm đăng kiểm và những người môi giới. Đặc biệt trong số các bị can bị khởi tố bắt tạm giam có ông Đặng Việt Hà, cục trưởng đăng kiểm Việt Nam và ông Trần Kỳ Hình, cựu cục trưởng cục đăng kiểm Việt Nam về hành vi nhận hối lộ. Hiện cơ quan điều tra đang điều tra sai phạm xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm để làm rõ sai phạm, xử lý đúng quy định.